Hello, welcome mọi người đến với vlog của Moon. Và trong vlog ngày hôm nay thì Moon sẽ chia sẻ với mọi người một cái tip mà trị mụn, tàn nhang cũng như là những khuyết điểm trên gương mặt rất là hiệu quả. Đây là cái cách mà Moon đã thực hiện và đã thành công nha mọi người. Mọi người nếu mà quan tâm thì hãy theo dõi tiếp video nha. Let's go. Ok, bước đầu tiên là mình sẽ chụp hai tấm hình trước. Sau đó mình sẽ mở phần mềm Photoshop lên, thèm thèm. Và mình sẽ ép hai tấm hình vào. Đó, làm hình rất là nhiều đó. Đây là những tấm hình đầy khuyết điểm, ép hai tấm vào. Ok nha mọi người. Rồi, nó như mọi người thấy rất là nhiều khuyết điểm mọi người ơi. Tàn nhang rồi, nút ruồi rồi, mụn rồi này nọ. Ok, bây giờ Moon sẽ hướng dẫn một cách trị mụn nha. Đầu tiên mình sẽ vào đây. Đó, bát tool. Đây mình sẽ zoom cái mặt mình lên. Mình sẽ khoanh cái mụn tàn nhang này của mình, kéo qua cái vùng da không có tàn nhang. Tên tên, thấy chưa? Mọi người đã thấy đã mất rồi. Đây là cục mụn nhỏ xóa luôn. Xóa luôn. Quá là nhiều tàn nhang. Quá nhiều tàn nhang mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ dùng cái tool khác nha. Đó. Chấm vô. Chấm cái này giống như là mọi người đi chấm, đi bắn tàn nhang, bắn laser vậy đó mọi người. Đó, bắn laser, chấm vô. Đó, mọi người thấy không? Đó, thay vì mình đi tới tiệm thì mình cứ lên đây mình bắn laser thôi. Đó. Cũng phải để lại vài mục cho người ta thấy mình xóa mục rồi luôn. Có một vừa luôn mọi người ơi, trên nó mũi nè có hai mục nè. Ôi giời ơi, sao mà nhiều thế, khổ thân tôi, rất là nhiều luôn á mọi người ơi. Cái này mình bắn nhỏ nhỏ từ từ thôi nha, mình bắn bự quá là cái mặt của mình nó cháy cái da mặt mình luôn đó mọi người. Có nên bắn nút rồi luôn không mọi người? Mình phóng bự lên mình bắn nút rồi coi ra gì nha, thử thôi nha. Oh my god, mọi người thấy chưa, rất là đơn giản. Rồi bắn luôn khu vực này, bắn luôn, bắn luôn. Ôi da mặt sắp đẹp rồi. Rồi, đó, mọi người thấy không? Rất là tự nhiên, nhanh chóng. Trời, này còn tàn nhang nhiều quá nè mọi người ơi. Sao không đi sầm hết luôn á. Bắt nút rồi luôn. Ok, bước tiếp theo là mình sẽ lưu lại. Moon. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm cho da mặt của mình trắng sáng lên, hay muốn trang điểm cái gì đó thì mình sẽ đi tiếp cái bước tiếp theo này nha mọi người. Ok, đến bước tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái app không thể thiếu của chị em phụ nữ, đó chính là app YouLight. Đó, bây giờ mình ép tấm hình mình muốn chỉnh vào. Ở đây có rất là nhiều chế độ mọi người. Đầu tiên là mình smooth da trước hen. Sau đó ở đây có rất là nhiều chế độ filter. Đó, mình chọn chế độ filter này, giảm trắng xuống một tí, tại vì da mình bình thường nó cũng không có trắng.
chỉnh trắng quá nó sẽ không tự nhiên. Nó sau đó mình sẽ cho chân mài lên tí. Tuyệt vời chưa? Rất là nhanh chóng và tiện lợi. Rồi sau đó thì mình có rất là nhiều cái chế độ make up hoặc là cái chế độ chỉnh về beauty đó. Ví dụ như mình chỉnh màu son môi lên một tí, thôi chọn màu đỏ đi, chỉnh cho nhẹ thôi, nhạt nhạt kiểu tự nhiên thôi, đừng chỉnh quá lố, mọi người ta biết mình chỉnh ẹp đó mọi người. Đây có thể nói là một cái ẹp không thể thiếu được của chị em phụ nữ. Thì khi mà đeo cái ẹp này về á, nếu mọi người không có vào setting chỉnh cái tắt watermark á, thì khi xuất hình ra mọi người sẽ dính watermark thì người ta sẽ biết mình dùng ẹp. Cho nên là trước khi mà chỉnh á, thì mọi người hãy chỉnh trong cái mục setting, xóa cái watermark đi. Thì khi mà mọi người chỉnh hình này nọ mọi người đeo về á, thì nó sẽ không còn có watermark nữa. Đó, đây là mình đang chỉnh má hồng nè. Má hồng có rất là nhiều loại, nhìn rất là dễ thương. Ok, sau một hồi chỉnh chỉnh thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị lưu hình xuống. Đó, vậy là xong rồi mọi người, tự động nó về cái má của mình luôn. Thêm thêm thành quả đây. Ta-da! Vậy là Moon đã hoàn thành cái việc mà trị mụn, trị tàn nhang, trị khuyết điểm trên gương mặt, thậm chí là có thể xóa nốt ruồi luôn, rất là nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Nếu mọi người thấy video này thú vị thì hãy like và subscribe cho Moon để Moon có động lực làm những video sau nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.